Rồi, chào các bạn nha. Hôm nay mình chia sẻ các bạn cái kiểu chuồng cho heo heo rừng con nha. Đây các bạn nhìn thấy, nha. Đây là cái lứa mà mình tách sâu này, lứa con heo con này. Đó, lứa này mình mới tách sâu này nha. Đó, chỗ này cái rong này là có cái rong nhỏ này các bạn thấy không? Rào rong nhỏ này, trong này có cái máng anh này. Đó, hai cái lỗ chỗ kia này. Đó, bạn nhìn thấy không? Đó, hai cái lỗ đó. Là chỉ có những con heo nhỏ thì nó mới chui vào vừa cái rong này thôi nha các bạn. Đó. Là nó vô nó ăn, mình cho sẽ cho nó ăn cám chất lượng nó chất lượng hơn. Là những con heo đây cùng một rong luôn. Đó, các bạn nhìn này. Đó, cùng một cái rong luôn nha. Đó, rong rồng như thế này nè. Đó, nhưng mà mấy con này nó to hơn này. Đó, các bạn nhìn ở con này này. Đây là lứa trước này. Đó, nó to hơn. Thì nó sẽ ở ngoài này. Ngoài này thì mình cho anh cái cám của nó chế độ nó khác. Đấy. Đấy. Riêng cái chế độ của nó là chế độ khác. Ru chung một cái rong rộng luôn. Các bạn khỏi phải xây nhiều chuồng. Đấy. Chỉ cần các bạn ngăn một cái khu nhỏ như thế này thôi. Một cái ô nhỏ như thế này thôi. Đó. Các bạn thấy anh không? Con nhỏ mới chui được anh thôi. Đó là không thể chui được cái lỗ kia được. Đó là nó không có sự, nó không có dành nhau. Thì những cái con mà những con nhỏ hay là những cái con nó đẹp á, thì nó mới lớn được. Chứ các bạn mà nhốt chung, ví dụ không có cái rong, mình ví dụ không có cái rong này nha, mà các bạn nhốt chung hết này thì những con to nó ăn rồi. Những con nhỏ không bao giờ mà nó dành, nó ăn được với con to này nha. Vô rồi nó cắn một lần là sợ rồi. Rồi là đã ốm đã coi, cả nhỏ rồi là càng nhỏ càng ốm càng coi hơn nha. Đó. Đây thôi. Anh ở đây. Đó, cái rong của mình đây, đi ra cái rong này nha. Đấy, rong này. Đó, rong này. Đó, mình nuôi rất là nói chung gần cái tự nhiên thôi. Trên này là mình làm vàng thiên lý này. Nó chưa bò hết các bạn ơi. Đây. Bạn thấy hoa thiên lý không? Bích nó bò để cho nó mát á. Mát ở trên. Các bạn nào có thể ví dụ như các bạn trồng nhiều á thì các bạn ngắt cái này các bạn bán. Hoa thiên lý này, các bạn bán. Giá nó cũng được lắm các bạn. Nó ở mình thì giá tầm rẻ nhất tầm 30 ngàn đến 50 ngàn. Có thời điểm 70 ngàn ký á. Nha. Nên cứ tầm 2-3 ngày các bạn hái một lần. Vừa tận dụng cái nguồn trên này làm đóng mát cho heo rừng. Mà dưới thì nó lại mát ở trên này, có nguồn thu. Chứ nhiều hồi trước mình trồng cây. Chú mình có trồng cây cũng có rào thép gai lứa bơm mưa ở gốc, nhưng mà nó ủi đất, nó làm nẹt cây tự chết các bạn ơi. Rong hồi xưa mình trồng mấy cây to lắm, cây bưởi to lắm, bưởi to mà nó cạp chết lần hết. Bây giờ mình chơi vàng như thế này, gốc thì gốc thiên lý thì mình trồng phía ngoài nha, các miếng trồng ngon mình cho nó bò vào đó là trên rất là mùa rất là mát. Đấy. Còn cái đây là cái hồ nó mình bơm nước cho nó đầm này. Không sao cả. Các bạn nếu mà nuôi từ nhỏ mà nó cái kiểu như hoang dã thì nó sức đề kháng của nó cao lắm. Nó không có bị sợ đâu. Còn các bạn mà ví dụ như các bạn mua heo giống ở những cái chỗ mà họ nuôi trong cái môi trường giống như heo trắng á, mà về các bạn thả rong là bệnh liền luôn. Mình chắc ăn luôn nha. Cho nên các bạn cứ tận dụng cái bản tính của heo rừng á, nó sức đề kháng nó rất là cao, nên các bạn đừng có lo, các bạn đừng có chăm kỹ quá. Chăm kỹ quá nên ra là hại chứ không phải là lợi đâu. Kỹ thì tốt nhưng mà nó cái nào nó kỹ cũng vừa vừa. Đây. Các bạn thấy anh ngon là nào, những con to ở ngoài đây là nhìn thèm thôi, không cách nào vào được, nhìn chịu thua thôi. Đó, những con này là cho anh. Đó. Con này thì mình cho anh cắm hạt này. Các bạn nhìn cái cắm hạt không? Đó. Vì nó nhỏ nên mình cho anh để cho nó có sức hơn, còn những con to là mình ăn cho cắm bột. Nè. Đó, to là mình ăn cắm bột. Nè, cắm trộn á, cá mà mình hay trộn mà lần trước mình có quay cho các bạn xem á. Cắm trộn. Còn những con nhỏ là mình cho ăn cắm hạt. Đó. Đây nha. Đó, các bạn xây cứ làm theo mình đi. Hồi xưa mình cũng nuôi cái rong như thế này. Rồi nó ăn, rồi nó cắn, nó giành con thì lớn mập ù. Con thì chẳng lớn nổi, cứ coi đã coi, càng ngày càng coi thêm. Đó, xong mình mới nghĩ ra cái như thế này. Không biết hồi xưa mình làm lâu, không biết hồi đó mình có lõm của ai không, không rành. Nhưng mà
hình như là mình nhớ mình nghĩ ra hồi xưa mình không có xây đâu, mình đóng bằng ván, nhưng mà nó phá ván bứt hết. Rồi sau này mình mới xây thành cái ô nhỏ như này. Này cái lỗ thì bằng canh nha. Có hai, các bạn là nên làm hai lỗ nha. Đây, mình bạn thấy hai lỗ mình không? Một lỗ bên này thì nó nhỏ hơn này. Một lỗ bên này thì nó to hơn. Đó. Còn ví dụ như bác làm, các bạn mà làm cẩn thận các bạn làm thêm cái cửa của cái lỗ nữa nha. Khi nào mà các bạn ví dụ như cái lỗ bên này á, các bạn muốn con heo tầm 8 dưới 8 kg chui vừa thì các bạn làm một lỗ. Còn một cái lỗ bên này các bạn làm cỡ tầm dưới 5 kg chui vừa. Đó. Khi nào các bạn ví dụ như heo mà nó nhỏ thì các bạn cần cái loại, cái tách loại nào thì các bạn đóng cái cửa cái loại loại kia lại. Các bạn cần loại nhỏ thì các bạn đóng cái cửa loại lớn loại 8 kg lại. Để cái cửa 5 kg thôi. Thì xe heo dưới 5 kg sẽ chui vô được. Còn ví dụ như lứa nào các bạn muốn heo từ 8 kg trở xuống chui vào thì các bạn mở cái cửa 8 kg ra thì heo nó sẽ 8 kg chui vô được. Đó. Mình thì toàn bộ cho ăn bên ngoài đây, đường lương này, cái đường đi này, ra khu trại phía sau kìa nha. Để hôm nào mình review cái khu trại cho các bạn xem nha. Đó. Thôi, mình chia sẻ các bạn cái cách kiểu chuồng cho heo con ăn cho nó thuận lợi. Bạn nào cứ xem để tham khảo nha. Còn bạn nào cứ có nhu cầu hỏi kỹ hơn gì đó thì cứ comment dưới cho mình. Còn nói chung là cái chuồng của mình thì tự mình nghĩ ra, mình chia sẻ thôi, chứ cũng chẳng phải là cái chuẩn hay là cái gì cả. Nên bạn cảm thấy mà nó hợp lý thì các bạn áp dụng, còn không hợp lý thì các bạn có thể nét bỏ qua nha. Thôi, mình chào các bạn. Các bạn xem nếu mà hay thì nhớ đăng ký cho mình nha. Rồi like, chia sẻ giúp mình. Rồi, ok. Cảm I don't know why you make me shine like a star of the sky. I'm okay.